Xin chào hội nông dân, mình có tên nick là Đại gia Đất Miếu. Hôm nay mình sẽ làm clip này gửi đến toàn bộ mọi người. Đây là mình đang đứng trong vườn cà phê của mình. Mình sẽ tâm sự một tí trong lúc nghỉ ngơi, hái cà phê mùa màng. Hôm nay mình giới thiệu, đây là cái vườn cà ghép của mình. Mình sẽ quay rất là chậm chậm cho các bạn coi, xem cho hết clip nha, rồi ráng mà cố gắng mà làm ăn. Đây là cây cà ghép, trái không bao giờ có đâu, tại vì nó giấu ở trong á. Đây là cái giống hay, đây, tí nữa mình sẽ dỡ trái lên cho các bạn xem. Đây, thấy chưa, thấy trái chưa, thấy trái chưa, đây. Vườn cà này cũng thoải thoải dốc thôi, nhưng mà dốc là mình phải có cái kỹ thuật làm cà của mình. Đây, dài thăm thẳm đằng kia luôn, từ đây lại đằng kia là nó 30 cây, mà dài 30 cây thì mình có 9 sào cà ghép. Dự trù năm nay là mình thu 9 sào này là cỡ 4,5 tấn ha, cá nhân, tại vì cà ghép cứ 2 cây 1 bao 2 cây 1 bao. Đây các bạn thấy đó, 2 cây 1 bao. Dỡ trái lên cho xem nha, thấy chưa, thấy trái không, cành dự trữ vẫn có. Cách chọn chồi là các bạn phải biết chọn chồi, chọn chồi để ghép á, không phải mình đi lựa là được đâu. Mình phải biết nhìn cây cà, mình biết nhìn cây cà như thế này. Đây ví dụ nha, bây giờ nhìn cây cà như thế này, đó trái à, gốc ghép thấy không, cưa cũng phải đúng tiêu chuẩn của nó nữa, chứ không phải thích cưa là cưa đâu. Còn cái cà tròn trồi á, là phải để cành tâm thì mới có năng suất được. Tại vì khi có trái là cành tâm vẫn có, cành dự trữ vẫn có, chứ không hái là tuột luốc luôn á, sang năm là đói luôn á. Đây thấm thấm thì cho à. Đây. Cà mà cứ 3,5 tấn 4 tấn thì hết thì nên cưa nhổ hết đi. Đó. Trên đất sông thì mình thấy tiêu là mình kinh khủng lắm, nhưng mà mình làm cà phê thì mình phải vậy thôi. Đó. Tiêu người ta đẹp thì cà phê mình phải đẹp, đất mình đất cà phê mà, tiêu thì có lẽ sang năm mới vậy vào. Bây giờ mình nói cho các bạn nghe nha, mình có 5 sào cà, mình không có tiền mua thêm. Mình trồng thêm 500 cây tiêu vào trong cây cà đó nữa. Vườn cà già ta cưa hết đi, ta trồng lại như thế này này, ta sẽ vào được, thì coi như 5 sào sẽ trở thành 1 héc. Bị đỏ chúng ta có 5 sào thôi, nhưng mà số lượng cây trồng ta vẫn có 1.000. Các bạn hiểu không? Đây giống cà này, đây là cây cà mình hái rồi, mình cứ lựa chín mình hái trước đi. Mình hái xong rồi mà cành lá vẫn có nhiều, không bạn thấy không, thấy không, rất là tốt. Bởi vậy ai cần cái nhu cầu gì mà tư vấn á, mình nói cho mà nghe. Cái trên hội là mình thấy là toàn khoe với lại buôn bán rồi toàn giấu giếm, không cái có ai đời nào chỉ gì đâu. Tới đây là xin chào mọi người, mình nghỉ một vài phút để mình nghỉ, mình đi dạo trong vườn mình thôi. Hôm nay mình đang hái cà. Chào mọi người nhé. Chúc một mùa cà thành công, một mùa đạt nhiều trái. Không phải mùa này đâu, sang năm còn nhiều nữa nhé. Chào.